mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư trong buổi cộng tu tại Tây Hồ Formosa vào ngày 1 tháng 10 năm 1988 với chủ đề Đời Người Rất Quý. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ, Hiện Đời Giải Thoát, sách Khai Thị, quyển 15. Tùy theo tính chúng mà tôi thuyết giảng khác nhau để phá tướng. Như Phật Thích Ca Mâu Ni, có lúc Ngài nói có lúc Ngài nói không, nghe như là mơ hồ, thật ra không phải vậy. Vốn không nên nói gì hết, nhưng vì thính chúng muốn nghe, cho nên mới nói ra lời để nâng cao trình độ của họ. Nói câu đó cho người đó nghe thôi, chứ người khác chưa chắc gì đã hiểu. Cùng một vấn đề, nhưng khi tôi trả lời cho người này, thì người khác không nhất định hiểu được, và cũng không nhất định là thích nghe. Nhiều lúc quý vị đi nghe tôi thuyết pháp, cũng cùng một câu hỏi, nhưng tôi lại trả lời khác nhau, có phải vậy không? Bởi vì người này không có liên quan gì tới người trước. Họ hỏi cũng một câu hỏi đó, nhưng đẳng cấp họ khác nhau, có sự hiểu biết khác nhau. Ví dụ như lúc nhỏ, quý vị hỏi mẹ mình làm sao sinh ra? Mẹ nói là vừa mở chợ mang về. Khi đứng lên một chút, quý vị hỏi thầy giáo ở trung học, thì thầy trả lời khác, phải không? Thầy sẽ giảng về sự cấu tạo của sinh lý, và khi quý vị lớn lên, có gia đình, thì lúc đó không cần phải hỏi gì hết. Cho nên, cùng một câu hỏi, nhưng sao lại có nhiều cách trả lời và phức tạp như vậy? Đó là vì thính chúng khác nhau. Cùng ý nghĩa đó, tôi mới bảo đừng nghe tôi nói, mà phải xem mình đã trưởng thành đến đâu rồi. Vì vậy mà ngày xưa, mấy vị thầy mới có những công án, với mục đích là tìm hiểu đẳng cấp của đệ tử, xem bây giờ cách suy nghĩ của họ như thế nào, đã trưởng thành đến mức độ nào rồi. Có lúc tôi nói chuyện chơi với quý vị, chỉ nghe quý vị nói vài câu là tôi hiểu trình độ của quý vị đến đâu. Có những người trình độ quá thấp, thì đương nhiên sẽ xa tôi. Vì họ quá thấp, làm sao mà phối hợp được? Họ chỉ chen vào nhìn, và thấy không có ý nghĩa, rồi bỏ chạy. Nhất định là như vậy. Cho dù họ có ở lại, tôi cũng rất nhức đầu với họ. Suốt ngày, họ cứ lo những chuyện biện luận của mấy bà lão. Nào là giới luật lớn, giới luật nhỏ, trì giới, vân vân. Ôi, tôi không sao mà mô tả được thứ đẳng cấp này. Thỉnh thoảng quý vị cũng gặp phải những người như vậy. Và cảm thấy rất chán, phải không? Không cách nào để nói được điều gì có ý nghĩa. Còn có người thấy họ ngồi trên hoa sen, và xung quanh có các đệ tử như Phật Thích Ca Mâu Ni vậy. Người đó thấy được như vậy, tôi thấy đã hay lắm rồi. Tu hành mà có kết quả, đâu phải là chuyện thường. Người tu hành là như thế, họ thấy được họ phát ra ánh sáng, và thấy được một chút quả vị của họ. Sau đó mới biết được, rằng mình giống như Phật Bồ Tát, vì chúng ta thấy Phật Bồ Tát cũng phát ra ánh sáng. Nếu chúng ta thấy được mình phát ra ánh sáng, có nghĩa là chúng ta thật sự kiến tánh, có thể thấy được chân tánh của mình. Trong giây khắc đó, chúng ta như là Phật rồi, nhưng chỉ trong sát na đó mà thôi. Cho nên phải tiếp tục tu hành nữa, đó cũng được xem như là chứng ngộ. Chứng được mình và Phật không có gì khác. Không có gì khác với Phật quá khứ và Phật hiện tại. Nhưng vì chúng ta bị mất đi cảnh giới này rất mau, cho nên không có tự tin. Khi chúng ta trở lại, chúng ta vẫn hoài nghi mình và tìm sư phụ để ấn chứng. Nghe sư phụ công nhận như vậy thì mừng lắm, còn nếu sư phụ không công nhận thì... Cho nên mới vẫn phải cần có sư phụ. Khi chúng ta đã chứng được như vậy một thời gian lâu rồi, lúc nào cũng chứng như vậy, thì sau này sư phụ không công nhận nữa, mình cũng mặc kệ. Lúc đó mình là Phật rồi. Mình đã là Phật rồi thì sư phụ có đồng ý hay không cũng đều mặc kệ, không còn lo ý kiến của sư phụ nữa. Toàn thế giới có nói mình không phải là Phật, mình cũng mặc kệ, bởi vì mình tự biết mình là ai.
chúng ta càng lúc càng nhận biết được năng lực của mình. Không những chỉ thấy mình phát ra ánh sáng mà thôi, mà cũng biết được hình như mình có lực lượng gì đó. Sau này, mỗi khi có ai gần gũi chúng ta là có ích lợi, thí dụ vậy. Chúng ta nghĩ đến ai, chúc lành cho họ, thì họ thật sự được tốt đẹp. Chúng ta càng lúc càng nhận biết được lực lượng vạn năng của mình, rồi chúng ta sẽ biết những gì Minh Sư nói đều là đúng sự thật. Chúng ta tu pháp môn Quan Âm sẽ có được lực lượng của mình và càng lúc càng trở nên vĩ đại, chúng ta thật sự sẽ thành Phật. Bây giờ đã như vậy, sau này tu càng nhiều thì sẽ ra sao? Những người tu pháp môn Quan Âm có được một chút quả vị, có được một chút ấn chứng là vì kiếp trước họ đã tu hành rồi. Cho nên, chúng ta không thể nhìn bề ngoài của con người. Chúng ta thấy nơi đây có Phật, có Bồ Tát, có A-la-hán, nhưng bề ngoài thì ai cũng giống nhau, không có gì khác biệt. Bề ngoài không có gì phi phàm, có người nhìn không thấy trang nghiêm. Chúng ta nghe nói Phật cao lớn như thế nào, có tướng mạo tốt ra sao. Bởi vì chúng ta cứ nghe nói như vậy, cho nên mới bị lầm lạc, sẽ cho rằng mình như thế này thì làm sao mà thành Phật, cho rằng mình chẳng có một chút tướng tốt nào hết. Chúng ta có hảo tướng. Lúc tọa thiền chúng ta sẽ thấy được mình. Cho nên mới nói là thấy được bản lai diện mục. Chúng ta thấy được mình không phải là phàm phu. Thấy được chúng ta là ai. Vì chúng ta đến thế giới này để sống lẫn lộn với phàm phu, cho nên mới bị một chút dơ. Cũng giống như chúng ta đi cày ruộng. Đi trong bùn thì một hồi sẽ bị dơ. Đi về tắm thì sẽ sạch lại. Bởi vì đất bùn vốn không có trên thân thể của chúng ta. Nghiệp chướng cũng vậy. Cho nên tôi mới có thể rửa sạch nghiệp chướng của quý vị. Nếu không, thì làm sao mà rửa được? Giả sử nghiệp chướng này đã hòa với linh hồn của quý vị, như là nước mà trộn với sữa, thì làm sao mà rửa cho sạch? Vì nó chỉ dính một chút bên ngoài mà thôi. Cho nên dùng cái gì đó lau chùi là xong. Nếu dính nhiều thì ngâm nước. Sau đó lấy ra phơi là nó sẽ sạch sẽ y như trước. Cho nên chúng ta mới nghe nói nghiệp chướng vốn là không. Nghiệp chướng tức là những tội lỗi vốn không có. Vì chúng ta đến đây mới bị dơ. Nghe nói là chúng ta tu hành thì có thể độ mình và độ người khác. Vậy làm sao chúng ta có thể độ? Vì chúng ta đứng ở chỗ cao hơn. Thí dụ, những người bị lạc trong rừng rậm không có lối đi. Lúc đó nếu muốn nhìn thấy phương hướng thì phải trèo lên cây cao. Ở chỗ cao thì có thể nhìn tứ phía, mới biết được phương hướng và đi theo đó mới tốt, có phải vậy không? Vì thế, cần phải có một người đứng trên cao mới thấy được. Nếu mình cũng muốn nhìn thấy như họ, thì phải trèo theo họ, đúng không? Mình trèo càng cao thì càng thấy nhiều, càng thấy rõ ràng. Cùng ý đó, linh hồn chúng ta, chủ nhân chúng ta bị nhốt trong thân xác, cho nên chúng ta không thể nhìn thấy phương hướng mà đi. Trên trời có mặt trời, có ánh sáng, có sao bắc đẩu, nhìn là biết phương bắc. Ngày xưa người ta nhìn sao để phân biệt phương hướng, nhưng ở trong rừng thì không thể thấy sao. Chúng ta phải trèo lên cao hơn mới có thể nhìn thấy được, và khi thấy được phương hướng rồi thì có thể dẫn đoàn thể đi. Dù có trèo lên thấy được một lúc rồi phải xuống, nhưng cũng không sao. Chúng ta không cần phải ở hoài trên cây. Chúng ta có thể trèo xuống vì đã biết phía nào là hướng bắc, và khi xuống có thể dẫn đoàn thể cùng đến hướng đó. Cùng nghĩa đó, khi chúng ta ở trong thân xác, thì chúng ta không biết phương hướng nào là tốt. Cho nên, chúng ta không biết Phật quang ở đâu, địa ngục ở đâu, vì khi chạy sai sẽ bị rơi vào cảnh giới không tốt, bị lạc lối rất lâu. Nếu như chủ nhân chúng ta ra khỏi xác thân này một hồi để trèo lên cao một chút cho thấy phương hướng, thì lát nữa có trở về cũng không sao, vì đã biết được hướng để có thể tiếp tục đi. Những người mới thọ pháp dù chưa trèo lên cao đến độ có thể nhìn thấy được phương hướng, nhưng họ cũng đã trèo lên được một chút, cho nên họ mới thấy được một chút ánh sáng, thấy được một chút cảnh giới và nghe được Phật âm
tuy không mấy cao đẳng, nhưng sau này khi họ càng lên cao, thì càng nghe và càng thấy được những điều khác nữa. Một khi càng lên cao, thì càng thấy được phương hướng rõ ràng, và càng giúp được rất nhiều người ở dưới không nhìn thấy được. Tu hành thật ra không có gì là thần bí. Chúng ta đều biết trong thân thể này có một người, mà khi người đó rời khỏi thân thể này, thì thân thể sẽ trở nên vô dụng. Cho nên, chúng ta mới tìm cách để một mặt có thể dùng người đó, mặt khác lại có thể giữ thân thể này trong cùng một lúc. Chúng ta đừng đợi cho đến khi thân thể này hư mất, rồi người đó chạy ra ngoài mà không tìm được một thân thể tốt hơn. Lúc chúng ta còn cái nhà này, thì chúng ta có thể đi tìm. Giống như chúng ta biết cuối tháng này sẽ bị chủ nhà lấy nhà lại, không chịu cho mướn nữa, thì chúng ta lợi dụng thời gian còn lại mà mau mau đi tìm một gian nhà khác. Khi chúng ta chưa bị đuổi ra ngoài, thì chúng ta vẫn còn có nhà ở mà, phải không? Tìm một gian nhà tốt hơn một chút. Đừng đợi cho đến khi bị đuổi ra khỏi nhà, đồ đạc đã để bên lề đường rồi. Lúc đó một bên trông coi đồ đạc, một bên lại không có thời giờ đi kiếm nhà, thì mệt lắm. Lúc đó ở ngoài đường càng nguy hiểm thêm. Kẻ trộm thấy chúng ta có nhiều đồ sẽ đến đánh cắp. Khi ngủ sẽ bị mưa gió vì không có nóc nhà. Đồ đạc của chúng ta bị ướt hết, thì tình trạng của chúng ta sẽ quá là thê thảm. Cùng nghĩa đó, như chủ nhân của chúng ta, tức là linh hồn, đợi khi xác thân này hư hoại phải ra đi thì không còn kịp để tìm chỗ. Khi đó, có rất nhiều tình trạng khủng hoảng đến, khiến chúng ta không cách nào thông dong tự tại để đi tìm cảnh giới ở. Chúng ta cả ngày đi trốn, chạy tứ tung, núp lung tung, rồi gặp những cảnh giới không tốt. Điều này tôi đã nhắc đến trong bài thuyết pháp tình trạng lúc lâm chung. Do đó, mới có những tình trạng như là chạy vào bụng động vật, chạy vào đàn quỷ đói, rơi vào cảnh giới địa ngục. Bởi vì quá hốt hoảng, nên chúng ta không cách nào định tâm để tìm hiểu tình trạng như thế nào. Giả sử một người bị đuổi ra khỏi nhà, đã không có chỗ ở, lại phải ôm gói đồ, lại bị những kẻ trộm đến uy hiếp, sau đó mất luôn đồ đạc mà sinh mạng cũng khó giữ được. Rồi không có tiền, không có chỗ ở, lại rất sợ hãi, càng lúc càng trở nên sa đọa. Rất có thể bản thân cũng biến thành trộm cướp. Tự mình sẽ biến thành con người không tốt, tâm sân hận sẽ nổi lên mà làm bậy. Nếu chúng ta tu hành không tiến bộ, thì khó mà tin được. Cho nên, khi tu hành, cần phải thấy mình đạt được điều gì. Phải thấy được ánh sáng, đó tức là ánh sáng của mình. Chúng ta gọi đó là ánh sáng Phật, nhưng ánh sáng Phật tức là ánh sáng của mình, vì chúng ta vốn là Phật. Chúng ta vốn có Phật tâm, nhưng cũng không nhất định là Phật tốt. Thí dụ như xác thân chúng ta có rất nhiều cơ quan, bất cứ cơ quan nào cũng đều thuộc về thân thể của chúng ta và đều cần thiết. Nhưng cũng có những cơ quan làm những việc cao quý hơn, như là óc, tim và đầu của chúng ta. Còn như cơ quan bài tiết thì làm những việc dơ hơn, nhưng chúng ta vẫn cần có nó. Khi chúng ta nuốt những thức ăn vào bụng, thứ rất bổ dưỡng thì biến thành máu, tuần hoàn trong cơ thể và giúp cho đầu óc của chúng ta. Còn những thức ăn không mấy tốt mà cũng được chúng ta nuốt vào thì rốt cuộc bị bài tiết ra và không ai thích nó hết, phải không? Chúng ta phải mang chôn nó đi vì rất hôi. Đồ bài tiết được chôn dưới đất, biến thành phân bón và nhờ hệ thống đó mà thăng hoa trở lại, biến thành những thứ hữu dụng như là hoa, trái cây, gạo để nuôi người khác. Tương tự như vậy, chúng ta vốn từ lực lượng Phật mà ra, nhưng mà là một loại sản phẩm hơi thô, như là đồ bài tiết của vũ trụ. Sau đó chúng ta xuống đây, trước hết là làm khoáng vật như là đá, rồi làm cát bụi, rồi thành cây cối, rồi làm động vật, sau cùng mới tiến hóa thành thân người, bây giờ đây mới hữu dụng. Như là đồ bài tiết phải hòa tan vào đất, rồi từ đất mới qua một hệ thống thanh lọc lại,
và biến thành trái cây. Lúc đó mới có thể dùng được, có phải vậy không? Thấy đẹp và ngon, rất có ích dụng cho thân người. Tương tự như vậy, giờ đây chúng ta đã thăng hoa lên thành thân người rồi. Chúng ta đã tốt đẹp và có thể hữu dụng. Lúc có thể dùng được thì hãy mau mau dùng, nếu không nó sẽ rơi xuống trở lại và bị hư rữa. Như trái cây khi chín rồi mà không ai chăm sóc, không mang về ăn hoặc trưng bày cho đẹp, thì không bao lâu sẽ bị mưa gió thổi rơi xuống, rồi sẽ bị hư và biến thành phân trở lại. Như vậy rất đáng tiếc. Đã trải qua bao nhiêu công phu, từ phân bón không dễ gì tiến hóa đến cây cối, biến chuyển thật lâu mới nở thành nụ hoa nhỏ, và chưa chắc gì được kết trái, còn bị ong chích, ruồi kiến cắn mà hư đi, cho nên không dễ gì được kết trái. Khi có trái, nếu không bị sâu ăn thì bị chim mổ, hoặc chưa kịp chín đã bị gió thổi rụng mất, cũng giống như con người còn trẻ tuổi mà chết yếu vậy. Cho nên, được kết trái chín và đẹp mà có người mang về chăm sóc là hay lắm rồi, thật là khó có được. Tương tự như vậy, thân người cũng rất là khó được, cho nên chúng ta hãy mau mau dùng thân này mà tu hành, tu sửa nó. Chuẩn bị cho xong thì sau này chúng ta sẽ biến thành công cụ tốt, biến thành Phật Bồ Tát, làm những việc cao đẳng hơn. Nếu không, sẽ biến thành phân trở lại, giống như trái cây vậy. Cho nên, không tu Pháp Môn Quán Âm thì rất uổng, giống như những trái cây chưa kịp chín vậy. Mới chín có một nửa là đã bị chim ăn hết, hoặc bị sâu ăn hư đi, hoặc bị gió thổi rụng mất. Chúng ta là những trái cây chín, được Phật Bồ Tát mang về ăn, ăn cái ngã chấp của chúng ta. Sau này chúng ta sẽ thành đồng nhất thể, hòa nhập với Phật Bồ Tát, biến thành máu, thành hành động của Ngài. Như là những trái cây, nó vốn chỉ là trái cây thôi, nhưng rốt cuộc được tôi ăn vào, thì nó biến thành Phật, thành Minh Sư, không phải vậy sao? Nếu tôi ăn những món đó thì tôi cử động được, đó là như vậy. Tương tự, nếu chúng ta để Phật Bồ Tát ăn vào, là chúng ta thành Phật. Hãy mau mau đi kiếm bụng của Phật Thích Ca Mâu Ni mà ép Ngài, khoét một lỗ mà chui vào. Chúng ta phải mất mình thì mới có thể trở thành vĩ đại. Mất không có nghĩa là chúng ta chết đi, mà là phải tu hành. Tu hành càng nhiều, càng thành Phật. Càng ăn cơm Phật, thì chúng ta càng biến đổi. Con người mới của mình không giống như con người cũ của mình nữa. Thí dụ như trẻ nít không muốn đánh mất tuổi thơ của chúng. Nó thấy lớn lên phải đi làm việc, phải nuôi con, phải có trách nhiệm quốc gia, phải nuôi cha mẹ, cho nên không muốn trưởng thành, cứ muốn làm con nít hoài, nhưng cũng không được. Nó không ăn cơm, không muốn làm những hành động của người lớn, mà cứ nhỏ như vậy hoài cũng không tốt, phải không? Sau này, nó không làm được con nít, và cũng không làm được người lớn, như vậy sẽ biến thành một thứ người kỳ quái. Chúng ta đã làm người rồi mà không muốn tu cũng không được. Khi thời gian đến là phải trưởng thành, phải tu hành, không tu hành sẽ biến thành kỳ lạ, sau này sẽ bị đào thải. Quý vị nhìn người khác là biết rồi, họ chỉ đứng một chỗ và cuộc đời không có ý nghĩa gì hết. Mấy chục năm sau là ra đi, lại biến thành phân. Khi chết đi, xác thân đương nhiên biến thành phân. Còn linh hồn thì bị quỷ đàn áp, bị ma bắt, bị nhiều chúng sinh Atula đến uy hiếp, và sẽ lại chạy vào bụng khác mà trốn. Chỉ có thế thôi, không có ý nghĩa gì hết, rất là đáng tiếc. Chúng ta leo lên cao một chút là biết được phương hướng mà không bị lạc nữa. Nếu không, chúng ta sẽ bị lạc trong rừng rậm, bị đói và không biết cách ra, mà bị chết trong đó. Phải biết phương hướng trước mới tốt, có phải vậy không? Còn nếu quý vị không biết phương hướng, thì cứ theo tôi, rồi cũng sẽ biết. Nhưng chúng ta cũng phải trèo cao một chút, như vậy mới có thể dẫn dắt được người khác. Một người không thể dẫn hết được nhiều người. Vì rừng quá rậm rạp, cho nên càng có nhiều người trèo lên cao thì càng tốt. Thí dụ, một người có thể dẫn được 10 người, nếu có thêm một người nữa,
thì sẽ dẫn thêm được 10 người nữa. Như vậy, có thể dẫn hết mọi người an toàn về nhà. Vì vậy mà chúng ta phải cần trèo lên cao. Hôm qua, có người nói với tôi rằng có câu hỏi đã lâu lắm rồi mà không dám hỏi. Tôi hỏi vì đó không dám hỏi điều gì. Vì đó nói mỗi lần tập trung tư tưởng là linh hồn bay ra ngoài chơi. Hoặc mỗi lần đọc sách sư phụ hay nghe băng thâu âm sư phụ là bay ra ngoài. Cho nên muốn hỏi sư phụ tình trạng như vậy có phải là bình thường không? Khi bay ra cũng thấy núi sông, thấy máy bay, cảm thấy thích thú lắm nhưng cũng rất sợ. Tôi bảo vì này đừng sợ điều đó, cứ đi là được rồi. Khi thấy máy bay đừng đụng vào là không sao hết. Vì này nói là bay còn nhanh hơn máy bay nữa, có thể tránh rất lẹ. Như vậy mà vì này còn sợ điều chi, tôi không hiểu được. Quý vị nghĩ xem có bình thường không? Tôi cũng chịu luôn, đệ tử gì mà dại quá. Có người muốn được như vậy lại không có, còn người được như vậy thì lại sợ. Cả tay nhanh hơn máy bay và có thể tránh rất nhanh mà còn sợ cái gì, tôi cũng không biết nữa. Còn một vị đồng tu ở Đài Bắc nói với tôi là khi ngồi thiền thấy ánh sáng quá sáng, cho nên mới trốn. Vị này hỏi rất dễ thương là khi nhìn thấy ánh sáng như vậy, thì làm sao đi xuyên qua tường? Tôi hỏi đi xuyên qua tường để làm gì? Vị đó nói vì thấy ánh sáng quá sáng mà có vách tường ở đó cho nên không thể chạy trốn. Vị đó còn nói là đệ tử thấy ánh sáng sáng quá nên rất sợ mà phải trốn, cho nên tôi cũng chịu luôn. Do đó, quý vị thấy những người này rất là đơn thuần, thảo nào họ có thể nghiệm tốt. Đó là như vậy. Chúng ta tu hành không cần gì hết, không cần khách sáo, không cần lịch sự, không cần văn chương. Chỉ cần có tâm đơn thuần là được, nếu không, chúng ta chỉ tạo nghiệp chướng mà thôi. Chúng ta quá thông minh cũng sẽ tạo nghiệp chướng. Trong Kinh Địa Tạng có nói, tất cả chúng sinh, mỗi động niệm đều tạo nghiệp chướng, không có gì mà không tạo nghiệp chướng hết. Cho nên tâm đơn thuần của chúng ta cũng bị động niệm của người khác ô nhiễm. Nếu không có ái lực của Phật Bồ Tát, thì chúng ta không cách nào mà có công đức gì hết. Dù cho chúng ta đã gặp được Minh Sư rồi, vẫn không có công đức. Chúng ta sẽ tạo nghiệp chướng trước mặt Minh Sư. Tôi nói cho quý vị nghe một chuyện rất đơn giản là làm sao để tạo nghiệp chướng. Ví dụ như tôi bảo quý vị ra ngoài tìm một người mà quý vị không đi. Cho rằng tìm người đó vô dụng. Chỉ có vậy thôi, cũng đủ tạo nghiệp chướng rồi. Vì quý vị không tôn trọng lời sư phụ, cho rằng sư phụ dốt hơn chúng ta, mà không hiểu được sư phụ cần gì, dám dùng đầu óc phàm phu kháng cự lại. Không phải sư phụ xem nặng điều đó, hoặc là vì chúng ta dám nói trước mặt Ngài, nhưng chúng ta vẫn tạo nghiệp chướng. Chúng ta chỉ động có một ý niệm không tôn kính thôi là đã tạo nghiệp chướng rồi. Chỉ động một ý niệm phê bình Ngài thôi cũng đã tạo nghiệp chướng. Cho nên, dù có gặp được Minh Sư cũng không dễ gì có công đức. Có rất nhiều trường hợp tôi không dám nói ra vì quý vị sẽ sợ. Động bất cứ ý niệm nào cũng là tạo nghiệp. Không có gì là tạo công đức hết. Chúng ta thật không có hy vọng, bởi vì đầu óc chúng ta quá tệ. Phật Bồ Tát đã lờ đi các khuyết điểm đó của chúng ta. Và tới rửa sạch giùm chúng ta, nếu không, chúng ta không còn cách nào khác. Khi chúng ta bị rơi xuống đây thì không cách nào mà trong sạch được. Dù chúng ta không có động niệm thì người khác cũng có, làm ô nhiễm bầu không khí của chúng ta. Cho nên, có lúc quý vị gặp người nào đó thì tự nhiên tâm mình rối loạn, phải không? Hoặc chúng ta đang tọa thiền rất tốt, tự nhiên bắt một cú điện thoại. Thì sau đó tâm không cách nào định được. Họ cũng không nói những gì xấu lắm, chỉ nói chuyện chơi với chúng ta thôi. Nhưng mà là do bầu không khí của họ đưa đến. Hoặc có lúc bắt được điện thoại của đồng tu không tốt, hoặc là của người không tu hành, thì mình bỗng bị buồn nôn. Chỉ bắt một cú điện thoại thôi mà đã bị như vậy rồi, huống chi là tự chúng ta tạo ra nghiệp chướng. Bất cứ điều gì cũng tạo ra nghiệp chướng. Trong các kinh điển đều có nói, dù là trước mặt Phật mà mặc y phục không trang nghiêm, thì sau này cũng bị sinh vào những nơi lạc hậu,
không có quần áo để mặc. Chỉ có mặc y phục thôi mà cũng tạo nghiệp chướng. Thử hỏi quý vị còn có thể có những công đức gì? Không phải Phật Bồ Tát để ý đến hoặc xem trọng việc đó làm chi. Nhưng vì luật nhân quả trên thế giới này, điều khiển toàn cõi thế gian, không một ai có thể thoát. Cho nên, không gặp minh sư cũng nguy hiểm, mà gặp minh sư cũng nguy hiểm. Làm gì cũng nguy hiểm hết. Do đó, chúng ta không có cách nào tránh khỏi. Vì vậy, trong 24 tiếng đồng hồ, chúng ta đều phải chuyên tâm, phải niệm năm hồng danh, phải cầu Phật Bồ Tát giúp đỡ, cầu sư phụ bên trong khoan dung cho chúng ta, cứu giúp chúng ta, đừng nhìn vào những khuyết điểm và tội lỗi của chúng ta. Ngoài việc làm như vậy, chúng ta không còn cách nào khác, chỉ còn có lòng khiêm tốn là được rồi. Biết rằng mình rất không trong sạch như vậy, cho nên cầu Ngài giúp đỡ. Nếu không, chúng ta chỉ tọa thiền có 2 tiếng rưỡi thì chưa đủ. Dù chúng ta không cố ý làm ồn đến minh sư, hoặc là to tiếng, hoặc là đối với Ngài không được lễ phép, hoặc trong tâm không tôn trọng Ngài, tất cả đều tạo nghiệp chướng. Khi Ngài bảo chúng ta làm đông, mà lại đi làm tây, thì như vậy đã tạo nghiệp chướng rồi. Người càng thông minh, càng không có thể nghiệm. Vì họ lơ là chỉ thị của sư phụ, họ không tin, muốn làm thử cách khác. Bên trong họ có sự chống cự, họ sẽ tìm phương pháp khác mà làm. Thảo nào họ không có thể nghiệm, vì đầu óc họ quá phức tạp, tranh đấu quá nhiều, quá mệt. Những bầu không khí đó đều không tốt, không ai muốn gần gũi người đó. Nhưng có lúc vì công việc mà phải gần họ thôi. Bầu không khí của người đó không tốt, nó rất thô tạp. Khi người khác gần gũi, cảm thấy rất mệt, rất bực bội, thứ bầu không khí muốn nổ tung ra. Có lúc quý vị ra ngoài làm việc phải nhẫn nhịn, phải không? Vì bầu không khí của người ta khác, nhưng chúng ta phải chịu đựng. Vì sống trên thế giới này là như vậy, không còn cách nào khác. Ngay cả giữa những đồng tu cũng có đẳng cấp khác nhau, chúng ta đều phải chịu đựng. Quý vị thấy tôi phải chịu đựng biết bao nhiêu người, thì quý vị cũng nên học chịu đựng chút ít chứ. Quý thính giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư trong buổi cộng tu tại Tây Hồ Formosa vào ngày 1 tháng 10 năm 1988 với chủ đề Đời Người Rất Quý. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ Hiện Đời Giải Thoát, sách khai thị quyển 15.